Xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với cả PC Crack Gaming. Hôm nay thì có lẽ là sẽ không có game Crack, rồi mình sẽ chỉ làm một video hướng dẫn các bạn nhận cái game Starcraft 2. Mình như Starcraft 2, Starcraft 1 đấy, mình như Starcraft 2 thì phải. Thời hiện tại thì Blizzard đã phát hành Starcraft miễn phí, cho nên là những ai là fan hâm mộ của tựa game này thì các bạn có thể lên download cái Blizzard app về, sau đó thì các bạn hãy đăng ký rồi các bạn nhận game về và chiến thôi, rất là đơn giản đúng không nào? Thì mình đã có một video hướng dẫn các bạn download, cài đặt và đăng ký cái Blizzard app rồi. Cho nên là bây giờ mình sẽ chỉ đăng nhập và hướng dẫn các bạn nhận game thôi nhá. Mình sẽ mở cái Blizzard app lên. Còn cái video hướng dẫn các bạn download và cài đặt Blizzard app mình sẽ để bên dưới phần mô tả của video như nào. Các bạn hãy coi qua. Bởi vì sắp tới thì mình nghĩ là cái cái hãng Blizzard ấy nó có thể nó sẽ phát hành thêm vài cái game miễn phí nữa, cho nên là mình cũng làm sẵn một cái video hướng dẫn các bạn là download và cài đặt cái Blizzard app rồi, để tránh tình trạng là mỗi lần cứ phải có một game nào đó thì mình lại phải hướng dẫn các bạn từ đầu, nó hơi phiền phức đúng không nào. Cho nên các bạn hãy sang video đó và xem cách đăng ký nếu các bạn chưa biết nhá. Còn những bạn đã biết cách đăng ký cũng như là có Blizzard app rồi thì các bạn có thể lên cái trang Blizzard, mở cái Blizzard app lên và sau đó thì các bạn vào cái phần Starcraft 2 ở đây. Ở đây thì nó các bạn có thể thấy có chữ free to play rất là to đúng không? Nó đã mở cho các bạn chơi miễn phí rồi. Chúng ta chỉ việc download về thôi. Ngoài ra các bạn còn có thể download những game khác như kiểu Drive for free chắc không được rồi. Hearthstone này. Hearthstone hình như mình là cái game thẻ bài này. Mình không rõ lắm, mình không có nhiều thông tin về cái game này cho lắm nên mình không chơi. Hero of the Storm thì what the fuck? Không miễn phí luôn nào. Mình nhớ cái game này hình như là nó giống với Dota đúng không ta? Mình không biết nữa, các bạn có thể download về và chơi thử nhé. Những game của Blizzard thì chắc chắn là những game hay, các bạn có thể yên tâm vì điều đó. Overwatch thì nó phải mua này. Starcraft 1 cũng phải mua này. River the Roots. Nhưng mà chúng ta sẽ chỉ quan tâm tới cái Starcraft 2 thôi. Tựa game mới được cho chơi miễn phí cách đây vài hôm, chưa nào. Bây giờ thì mình sẽ ấn vào cái Starcraft 2. Đầu tiên là ấn vào game này nhá, sau đó ấn vào Starcraft 2 này. Rồi mình ấn vào Play Now. À đâu, chọn khu vực nữa nhỉ. Asia nhé các bạn. Cắt đi. Ok, sau đó mình ấn Play Now. Rồi, có lẽ bây giờ nó sẽ tiến hành download cái game Starcraft về máy của chúng ta. Được không? Đúng rồi. Nó cần 30GB ổ trứng. Ổ cứng xin lỗi các bạn. Nói nhanh quá. Ở đây mình sẽ ấn vào trên. Mình sẽ chọn vị trí mình sẽ lưu cái Starcraft 2 này lại. Mình sẽ lưu nó ở ổ D nhé các bạn. Và đó là game S đi. Nó sẽ tự động tạo một cái funnel Starcraft 2 cho chúng ta luôn. Chọn ngôn ngữ à? Có tiếng gì nhỉ? Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật. Các bạn có thể chọn ngôn ngữ nào mà các bạn mong muốn nhá. Không nhất thiết phải là tiếng Anh thế nào. Như mình thì mình sẽ để tiếng Anh thôi. Bạn tên như Create Desktop Shortcut Starcraft 2. Ok, cho nó tạo ra một cái icon bên phía ngoài màn hình các bạn. Sau đó thì mình sẽ ấn vào Start Install. Rồi, công việc bây giờ chúng ta chỉ còn lại đó là phải đợi cho cái phần mềm Blizzard app này nó download 30GB Starcraft 2 về cho chúng ta là chúng ta có thể chơi được. Và cái bản này mình nhớ là nó mở rất nhiều chức năng cho các bạn. Nó mở những cái... Nói chung là mở gần như là toàn bộ luôn. Các bạn có thể chơi multiplay, chơi trên mạng với cả người khác trong cái trò chơi Starcraft này. Và thật sự thì cái game này nó cũng không quá lỗi thời đâu. Bởi vì theo thông tin mình mới tìm hiểu ấy. Trước đó thì mình sẽ nói về lịch sử Starcraft trước. Thì đây là một trong cái... các bạn có thể hiểu đơn giản, đây là một trong những game eSports thời đầu luôn. Nó có thể nói là nó cổ ngang ngửa với cả Dota 1 và thậm chí là hơn thế nữa cơ. Với những tựa game trước đó nữa như là CS 1.1 hay 1.6 gì đó thế nào. Nói chung nó là những game, nó là cái game eSports thời kỳ đầu thế nào. Các bạn có thể hiểu đơn giản như vậy. Còn thời điểm hiện tại theo thông tin mình mới tìm hiểu được ấy, thì Starcraft đã chính thức có mặt trong Olympic. Và Olympic năm nào thì có lẽ là khoảng tầm năm 2022 thì phải. Nó sẽ được sử dụng trong Olympic và là một môn thi đấu thế nào. Thậm chí nó vượt trước cả Liên Minh Thoại, vượt trước cả Dota 2 các thứ luôn. Và nó trở thành một môn thi đấu trong Olympic rồi. Cho nên là các bạn cứ yên tâm là game này sẽ không lỗi thời đâu. Điều đó là điều chắc chắn. Cho nên các bạn hãy download về và chiến rồi có thể là GoPro để mà đem huy chương về cho nước nhà, được chưa nào. Đó là một vài thông tin về Starcraft 2 thôi. Còn bây giờ thì có lẽ là mình đã hoàn thành cái video rồi. Các bạn download về thì sau khi download về xong ấy thì ở cái bảng Starcraft này các bạn chỉ cần ấn vào play để có thể chơi được, thế nào. Chọn server sau đó ấn play là chơi được thôi. Thời điểm hiện tại thì nó còn đang download cho nên là mình không ấn play được. Đó là... Có lẽ là mình đã hoàn thành cái video rồi. Chúc các bạn download game thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình nhé.
các bạn nhớ subscribe channel cũng như là like fanpage Facebook để có thể cập nhật cái game mới nhất mà mình chia sẻ trên nào. Chào tạm biệt các bạn nhé.